Cán bộ quản lý thị trường phải thử phân bón bằng miệng. Xuất hiện tại cuộc họp của Quốc hội Cộng sản Việt Nam diễn ra tại Hà Nội chiều ngày 17 tháng 11 năm 2014, ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam, xác nhận đã để xảy ra tình trạng buôn lỏng hoạt động mua bán trên thị trường khắp nước vì lực lượng quản lý thị trường quá yếu kém. Ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam thú nhận rằng hàng giả, hàng gian, hàng không đạt phẩm chất đang tràn lan khắp thị trường trong nước vì lực lượng cán bộ của ông vừa yếu vừa thiếu cả về nhân sự lẫn phương tiện làm việc. Báo Lao Động dẫn lời ông Vũ Huy Hoàng cho biết, một số cán bộ quản lý thị trường đã phải dùng miệng để nếm thử khi cần xác định phẩm chất phân bón được bày bán tại các cửa hàng. Phúc trình của ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam còn cho biết thêm là trong 10 tháng đầu năm 2014, số vụ gian lận thương mại được khám phá tăng đến 14% so với cùng kỳ giai đoạn này của năm 2013. Ông này cũng nói rằng lực lượng quản lý thị trường của ông hầu như bó tay trong việc kiểm soát và ngăn chặn các loại thực phẩm, nông sản không rõ nguồn gốc, ngầm chỉ xuất phát từ Trung Cộng, không đạt phẩm chất, đang tràn lan trên thị trường.